Xin chào bạn, hôm nay đại lý Casa của nước chúng tôi có giới thiệu chúng ta cái bộ kệ khăn 2 tầng có cái bài hiệu là Q7209V nha bạn. Đây, cái bài hiệu của sản phẩm này. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm để chúng ta đặt khăn cũng như treo khăn trong phòng tắm. Tôi sẽ giới thiệu qua cái sản phẩm này ha. Thì thường những cái phụ kiện này á, thì chúng ta có xu hướng là chúng ta ít khi lựa chọn những cái hàng của những thương hiệu thuốc vệ sinh. Chúng ta chọn những cái phụ kiện inox ở bên ngoài thì thẩm mỹ cũng như kiểu dáng thì nó không bằng những thương hiệu này. Hàng Casa này thì tôi rất thích ở chỗ là nó làm chất liệu bằng inox 304. Đây là cái bộ phụ kiện đinh vít của nó nha. Chúng ta cố gắng là sử dụng đinh vít của nó để nó cũng là vít đinh vít 304 thì nó chất lượng nó tốt hơn. Đây. Cái thanh inox 2 tầng này là chúng ta có thể đặt khăn ở trên đây. Rồi chúng ta đặt thêm cái khăn tắm ở cái thanh dưới đây ha. Đó. Và cái cách lắp của nó cũng tương đối đặc biệt. Nó thì nó có cái bát trong đây này. Chúng ta sẽ lắp hai cái bát này và chúng ta gắn vô. Thẩm mỹ nó rất là cao. Đó, có hai cái lỗ đây. Và cái inox này nó làm cực kỳ dày luôn các bạn. Đây. Inox của này nó làm cực kỳ dày nên chúng ta rất an tâm về cái độ cứng cáp của những cái này ha. Rồi, chắc chắn và không có bị rung lắc. Cái thanh inox ở đây thì nó làm rộng nhưng mà tương đối là độ dày cao. Còn đây thế, nó là rộng nha bạn nhưng mà nó là độ dày rất là cứng, đủ để chịu được lực chúng ta đặt khăn cũng như treo khăn lên đây. Thì cái này là cái inox, chất liệu inox 304 thì nó sẽ hạn chế, rất là hạn chế sét rỉ. Nhưng mà trong nhà tắm chúng ta nếu mà có dùng các chất tẩy rửa như xà bông, như dầu gội rồi. Thì sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày ở đại lý Casa Thủ Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc tôi theo số điện thoại cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin chào bạn.